Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, nắng nóng ở miền Bắc có dấu hiệu quay trở lại. Trong ngày mai, hầu khắp Bắc Bộ sẽ đồng loạt xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Khu vực Trung Du và vùng núi Bắc Bộ là nơi có nhiệt độ tăng mạnh nhất thêm từ 2 đến 3 độ và đạt ngưỡng nóng từ 35 đến 37 độ. Trong khi ở khu vực Đồng Bằng, tỉnh Hòa Bình và thủ đô Hà Nội là những nơi xảy ra nóng gắt với nhiệt độ cao 37 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Thời gian nóng trong ngày mai ở Bắc Bộ cũng xuất hiện sớm từ 11 giờ sáng và kéo dài đến khoảng 17-18 giờ chiều. Dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 22 tháng 6. Khi thấp nóng hoạt động mạnh thì hiển nhiên miền Trung sẽ tăng nhiệt. Sang ngày mai, với tác động mạnh của thấp nóng cộng thêm ảnh hưởng của hiệu ứng gió phơn mạnh thì gần như cả một dọc các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi đều xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao từ 37 đến 38 độ. Một số nơi như tại Tương Dương, Hương Khê, Đông Hà và cả Nam Đông, nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao trên 38 độ. Trong khi ở khu vực từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, trời nắng nóng với ngưỡng nhiệt cao 35 đến 37 độ. Dự báo ở miền Trung, nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 23 tháng 6. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ yếu. Vì thế, trong đêm nay chỉ có mưa ở một vài nơi, ngày mai trời nắng. Nhiệt độ trưa chiều mai ở các tỉnh phía Nam đều có xu hướng tăng nhẹ. Cụ thể là ở Tây Nguyên phổ biến từ 29 đến 32 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Trong khi đó ở Nam Bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày là từ 32 đến 35 độ. Đến chiều tối, cả hai khu vực tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, nhưng lượng không lớn nên nhìn chung không gây trở ngại nhiều cho cuộc sống sinh hoạt của người dân. Trong đêm nay và ngày mai, khu vực có mưa rào và dông nhiều, chủ yếu chỉ tập trung ở các vùng biển phía Nam, là vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Nam Biển Đông, trong đó có vùng biển huyện đảo Trường Sa với mưa dông về chiều tối. Trong khi đó, các khu vực khác đều chỉ có mưa ở một vài nơi, tầm nhìn xa thoáng trên 10 km. Gió trên các vùng biển duy trì gió Nam đến Tây Nam với cường độ ở mức cấp 4 đến cấp 5 nên không có biển động. Sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.